cay. Thử ngay, tương ớt Chinsu cay gấp đôi mới. Tương ớt Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Tôi biết anh này, tôi biết anh này. Người quen. À, xin hãy nhận dạng một cách thân thiện. Tôi nhớ mặt bạn đó. Rồi. Đây là hai người bạn mới của chúng ta ở vòng 2 này. Tôi biết anh này. Quen, tôi biết quen, anh. Người quen. À, xin hãy nhận dạng một cách thân thiện. Tôi biết bạn nha. Nó bị tăng động quá. Nè, coi Khoa phản ứng khi biết người ta nè. Tôi biết. Tôi nhớ mặt bạn đó. Rồi. Nó bị nhẹ nhàng như vậy. Coi sự thân thiện đến từ Seoul nè. Khi hai đứa con nhận ra người này là người quen thì sẽ phản ứng như nào? Chào em. Em chào chị. Trời dạ. Ơi dễ thương quá vậy. Bây giờ phong cách nhận diện kiểu vị Thanh Hậu Giang nè. Ơi khỏe không? Dạ khỏe. Đó, chào vậy đó anh. Thôi thì xin phép bạn gái ha, để cho bạn nam giới thiệu trước luôn, vì đang có sự nhận dạng đặc biệt từ các nghệ sĩ của chúng ta. Xin mời. Dạ xin chào mọi người, chào anh Trường Giang. Em tên là Mai Xuân Huy. Em được mọi người biết đến với một cái tên đó là Huy Cùng Hoa. Hiện tại thì công việc của em là chuyên gia chỉnh sửa ảnh siêu cấp. Là mình hay chỉnh sửa ảnh như nào, mình kể tiếp. Và ở đây có chỉnh sửa ảnh ai bao giờ chưa? Có Vinh Râu. Có Mạc Văn Khoa. Ủa có luôn vậy hả? Dạ. Do là hồi trước em có làm một cái bộ ảnh ghép cùng các nhân vật nổi tiếng Marvel, những bộ phim nổi tiếng. Thì sau đó thì được mọi người biết đến nhiều thông qua cái bộ ảnh đó. Và thường ngày thì em thường ghép ảnh giải trí đăng lên trên các mạng xã hội. Tức là ví dụ như là thấy ông Iron Man cái mình ghép vô chung với ổng. Dạ đúng rồi. Mà nó rất là thật. Dạ. Một ngày đó mà chúng ta phát sóng một cái số này nè. Dạ. Mà chúng tôi muốn che đi cái vị trí của Lê Dương Vũ Lâm. Chúng tôi muốn che đi cái vị trí của Lê Dương Vũ Lâm. Thôi. Tàn hình lố điềm. Không được. Có điềm. Nếu che em là che luôn. Nhớ lại. Em xin chọn Mạc Văn Khoa. Trời ơi. Cảm ơn Huy nha. Đây là câu hỏi dành cho Mạc tới đi anh ạ. Ở Trung Quốc thời xưa, tức là hồi xưa, khi vợ mang thai để cầu may mắn thì người chồng sẽ làm gì với vợ? Đội vợ lên đầu ạ. Cái đó là ở bên nhà em. Đó chỉ là dành cho những người nể vợ thôi. Còn ở bên Trung Quốc á, khi mà người vợ mang bầu á, sẽ chửi vợ. Ủa thật á hả? Thật ạ. Bình thường mình cứ nghĩ là khi mình chửi vợ, mình to tiếng với vợ, cái đó là xui, là cãi nhau. Nhưng ở bên Trung Quốc ấy, chửi vợ để mang lại sự may mắn trong lúc mang bầu. Bởi vì sau khi chửi mình có cái cảm giác. Ê, vậy là bị stress đó, chứ không phải may mắn luôn nha. Tự nhiên chửi có bầu rồi còn cái chửi vợ. Đấy là chỉ là diễn chửi thôi, chứ không phải là đúng chửi rồi, thật. Đó là ông chửi để tạo phương thức cái, của dân gian cái thôi, truyền lại thôi. Cái lời chửi đó là tạo nên sự may mắn. Bởi vì sau này ví dụ như là vợ chồng có khúc mắc, có chửi nhau thì nhớ lại những cái khúc đó mà cùng nhau hòa thuận. À đúng rồi, lý do chửi là cái e chửi thôi, chứ cái lời lẽ ví dụ như tại sao em yêu anh quá vậy, đúng không? Đúng rồi, chửi vậy sao giận được. Tại sao em yêu anh quá vậy, tại sao em lại đẻ. Ủa coi tại sao em lại đẻ. Sao đẻ hả? Trong cái lời chửi vợ của Vinh Dâu, em cảm giác như có một cái gì nó bộc bạch, nó muốn phát ra mà lâu rồi chưa được nói á. Tại sao em yêu anh quá vậy, sao em lại đẻ. Tớ nói thật mà, từ trên cao tớ nhìn xuống á, chửi là chửi vậy thôi, chứ không phải chưa chửi theo kiểu kia như là mắng đâu. Thôi mắng yêu rồi đó. Tức là Khoa giải thích là mắng yêu để sau này khi vợ đẻ xong rồi thì nhớ lại là vợ chồng đừng bao giờ mắng đúng nhau. Dạ. Nghe thì vô lý nhưng mà nó rất hợp lý. Nếu nói như Khoa thì nếu anh Lâm qua bên Trung Quốc thì sẽ thành thần may mắn hả? Rồi như vậy là chửi yêu mắng yêu. Chửi yêu đúng rồi. Lựa chọn của bạn Khoa, tin hay không ạ? Em có vợ chưa? Em có rồi. Ấy quá rồi thì có kinh nghiệm em rồi. Em có xem một cái bộ phim của Trung Quốc rất là lâu rồi, là có một cái đoạn đó là trong ngày cưới của hai người mà bị vỡ một cái bình hay là vỡ một cái chén gì đó thì người ta xem đó là sự may mắn.
và em nghĩ cái tập tục của Trung Quốc nó khá là ngược ngạo như vậy, thì có thể là Mạc Văn Khoa nói đúng. À, đúng vậy, trên đời này có những thứ mình không thể nào mình tưởng tượng được đâu. À, nói chung là em cũng 50-50 thôi, nhưng mà em quyết định tin Mạc Văn Khoa. Tin Mạc Văn Khoa. Lựa chọn của Huy là tin Mạc Văn Khoa. Về việc mắng yêu vợ khi vợ đang mang thai là điều may mắn đối với người xưa ở bên Trung Quốc. Và tin vào Khoa là... Ở bên Trung Quốc á, khi mà người vợ mang bầu á, sẽ chửi vợ để mang lại sự may mắn trong lúc mang bầu. Ê, vậy là bị stress đó chứ không phải may mắn luôn nha. Ờ, thiệt đó, nghe chửi mỗi ngày. Đây là chỉ là diễn chửi thôi chứ không phải là chửi thật. Chửi là cái e chửi thôi chứ cái lời lẽ, ví dụ như tại sao em yêu anh quá vậy? Đúng rồi, chữ vậy sao giận được, tại sao em yêu anh quá vậy? Em quyết định tin Mạc Văn Khoa. Tin vào Khoa là không chính xác. Ai da, thật sự là mấy số trước là anh nói nó toàn bị sự thật không à, cho nên hôm nay biên tập bắt anh là phải nói làm sao mà lừa được người chơi à. Ở đây là kiến thức chứ không biên tập là bắt em phải nói phải hết trơn. Vậy là không có tâm rồi, vậy là không có tâm rồi. Nè bây giờ nè, em nói là biên tập bắt em nói sai đúng không? Vậy em nói đúng đi. Vậy em nói đúng đi. Ở bên Trung Quốc ấy, khi mà người vợ mà mang bầu á, mà có một cái phong tục mà làm cho có sự may mắn á, em không biết ạ. Thôi đó, trời ơi. Tiếp tục, một dấu ít nữa thuộc về Bảo Châu, chúc mừng Harry. Trời ơi. Harry. Anh cho em biết đáp án đi. Ở bên Trung Quốc ngày xưa đó, là người ta có một cái quan niệm là khi vợ đang mang thai thì người ta mới cõng hoặc là bế vợ đi trên cái thang nóng mình, thang hồng mình á, ông chồng sẽ chịu đựng nóng ở dưới chân không á, bế vợ cõng đi trên đó, mục đích là để cho mẹ vượt qua được cái sự đau đớn khi sinh và mong cho con được mạnh khỏe, tất cả đau thương cha nhận lấy. Hay quá. Hay vậy ta. Vậy mà em lại nói ra chửi vợ ta. Chứ ai vợ đang mang thai người ta dễ bị stress mà còn chửi người ta. Chỉ đó có... em nói đau lắm rồi. Bây giờ cuộc chơi sẽ kết thúc nếu như ở vị trí của Harry Won mình trả lời chính xác. Trời ơi. Ồ, nhanh luôn trời. Quá rồi. Mấy trò này chống vánh ha. Trước khi đọc câu hỏi của Harry Won, chúng ta sẽ trò chuyện với lại Khoa để mình coi cái câu hỏi là gì đã. Trò chuyện 10 phút nào. 10 phút. Nghe câu trò chuyện 10 phút là hiểu rồi. Chắc là chúng tụ Harry rồi. Tức là bây giờ dạy về Photoshop, về chỉnh ảnh á, cái người mà muốn học á, những điều cần có là gì? Thì em nghĩ là chỉ cần biết sử dụng máy tính là được. Mà em thấy cái chương trình đó khó lắm đó nha. Chương trình kiểu chương trình Photoshop thì nó nhiều layer, xong rồi thì nó gắn vô lấy ra đúng không? Dạ. Mấy cái đó khó muốn chết. Cái đó về phần chuyên sâu thì nó sẽ khó hơn, nhưng mà đa số các bạn học thì các bạn đến với em học là chủ yếu các bạn muốn học để biết chế ảnh cho nó vui là chính. Mà anh hỏi có nhiều học viên học bên em không? Hiện tại khóa học của em có khoảng hơn 10.000 học viên. Cái gì? Đó là khóa học online ạ. Bao nhiêu? Hơn 10.000 ạ. Ghê hả? Hả? Cái gì? Dạy online hả? Dạ đúng rồi ạ. À, dạy online. Tại vì ở đây tụi anh ít cái học lắm mà ai cũng biết chỉnh hết trơn á. Học online là chân dài ra, da trắng đi là ở đây làm rành lắm. Dạ, đó là cái những cái mà trong cái app thì nó có tích sẵn các chức năng đó, cho nên là mình làm thì nó dễ. Còn đối với Photoshop thì nó lại khác. Thật ra thì em thấy là cái chỉnh sửa hình á, ai các bạn làm rất là nhiều, nhưng mà cái mà làm cho Huy trở nên khác biệt với lại cái phần còn lại là cái idea của bạn. Bạn ấy chế những cái hình nó thật tới mức vô lý luôn. Đó là bây giờ lý do ta làm thầy. Đúng rồi. Tuyệt vời, cái đó tuyệt vời.